Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Liqui RC. Vừa qua thì Liqui RC đã làm clip review về mẫu flycam mới nhất của nhà C-Fly có tên gọi là Find Mini 2. Và anh em đánh giá về mẫu flycam này thế nào? Sau một khoảng thời gian sử dụng em flycam này thì tôi có một vài cái nhận định đánh giá cũng như là đã test những cái khoảng thời gian thực tế trong những cái điều kiện môi trường gió này và thời gian bay thực tế muốn chia sẻ cùng với anh em. Ngay bây giờ mời anh em cùng theo dõi. Đầu tiên là về công nghệ truyền sóng thì theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc flycam này có thể bay xa lên tới 5 km. Tuy nhiên thì khoảng cách bay xa mà tôi đã bay thử và test thực tế tại khu vực và địa hình của chỗ tôi thì nó chỉ khoảng 1,5 km mà thôi. Và tôi nghĩ rằng công nghệ truyền sóng trên Find Mini 2 cũng tương đương giống như Find Pro hoặc thậm chí là giống như Find 2 SE mà nhà sản xuất này đã lắp trên những dòng flycam trước đây của họ. Và tôi nghĩ rằng ở trong cái tầm giá này thì cái công nghệ truyền sóng mà lên tới khoảng 1 đến 2 km đã là rất là khỏe rồi. Và anh em không nên bay xa với những cái dòng flycam mini như này. Trong điều kiện môi trường mà quá nhiều gió thì chúng ta không nên bay cao, bay quá xa. Mặc dù là có thể nó hơi khỏe một chút. Chúng ta hãy bóc tách cái công nghệ truyền sóng này, nó bao gồm là công nghệ truyền sóng về tay cầm, là cái tay cầm điều khiển, là sóng điều khiển chiếc flycam. Và thứ hai là truyền sóng hình ảnh, là truyền cái hình ảnh từ chiếc flycam này thu được về với điện thoại của chúng ta. Thì cái tay cầm của sóng điều khiển thì tôi thấy là nó khá là khỏe. Tuy nhiên thì cái sóng truyền hình ảnh của nó thì hơi kém một chút. Vì vậy cho nên là khi mà bị mất hình ảnh một cái là chiếc flycam này bắt quay đầu rồi. Và tôi test thực tế thì nó chỉ khoảng hơn 1 km đến 1,5 km mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái sóng truyền cũng gọi là cơ bản trong cái tầm giá khoảng 5 triệu. Và nó cũng không quá gì khác biệt quá nhiều so với những mẫu flycam trước đây của nhà sản xuất flycam C-Fly nói riêng cũng như là các hãng sản xuất flycam khác trong cùng tầm giá như FRC nói chung. Về thời gian bay thì theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc flycam này có thể bay lâu tối đa lên tới 32 phút. Tuy nhiên thì tôi đã test thực tế thời gian bay thực tế trong điều kiện môi trường gió bình thường, gió ổn định thì nó bay được 25 phút và còn 20% pin anh em ạ. Vâng, ngay bây giờ thì tôi sẽ test cái thời gian bay trên chiếc Find Mini 2 này. Bắt đầu bấm giờ nha anh em nhá. Nào, bấm giờ nào. Rồi, ok, chúng ta sẽ bay một vòng. Ok rồi anh em ơi, sau khoảng thời gian là 23 phút bay thực tế thì chiếc flycam của chúng ta còn 20% pin và nó đã bắt đầu tự động bay về rồi. Có nghĩa là 20% pin cuối cùng thì chiếc flycam đã chiếm quyền kiểm soát và tự động bay trở về. Thời gian bay thực tế đến khi mà nó đáp xuống, hạ xuống dưới đất là 23 phút 50 giây nha anh em nhá. 23 phút 50 giây thời gian bay thực tế của chiếc Find Mini 2 này. Khi chiếc flycam này còn 20% pin thì nó sẽ tự động bay trở về và hạ cánh xuống luôn. Và cái thời gian tôi nghĩ rằng 20% đấy nếu như mà bay thêm một cố thêm một đoạn nữa thì nó có thể lên tới 26 đến 27 phút bay. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái khoảng thời gian bay cũng gọi là trung bình, bình thường và cũng gọi là đủ tốt thôi. Tuy nhiên thì so với SRC thì chiếc flycam này không thể bay lâu hơn được rồi. F22 của SRC thì bay lâu hơn rất nhiều so với lại chiếc Find Mini 2 này của nhà C-Fly. Về chất lượng camera thì chắc là anh em cũng đã xem clip review về camera trên chiếc Find Mini 2 này rồi. Clip hoàn toàn là file gốc, chưa hề qua chỉnh sửa, chúng tôi chỉ ghép nhạc vào mà thôi. Anh em đánh giá về chất lượng camera của em này thế nào? Tuy nhiên thì có một vài cái điểm mà chê và tôi sẽ chưa ưng trên chiếc Find Mini 2 này. Cái chất lượng camera của nó thì tôi đánh giá là nó sẽ tương đương với Find 2 Pro. Có nghĩa là cái cùng một cái công nghệ và dây chuyền sản xuất cũng như là cái cụm camera thì được bê từ Find 2 Pro xuống. Tuy nhiên thì cái chất lượng chống rung trên dòng Find Mini 2 này có thể là nhà sản xuất phải chạy theo cái trọng lượng của nó phải dưới 250g. Vì vậy cho nên là cái gimbal của nó thì khá là nhẹ. Và trong điều kiện mà chúng tôi bay ở trong môi trường mà nó hơi gió một chút thôi thì gimbal cảm giác nó hơi rung. Có nghĩa là cái chất lượng chống rung của nó không chắc được giống như là Find 2 Pro. Tuy nhiên thì ở trong cái tầm giá mà khoảng gần 5 triệu, 4 triệu 9 thì cái chất lượng camera này thì hơn hẳn so với SRC F22S. Nhưng mà để mà vượt trội hơn, gọi là vượt bậc cả về chống rung lẫn chất lượng hình ảnh mà tương đương với Find 2 Pro thì tôi nghĩ rằng sẽ kém hơn Find 2 Pro một chút về chất lượng chống rung. Còn chất lượng hình ảnh thì sẽ tương đương với Find 2 Pro.
Về trải nghiệm lái cũng như trải nghiệm điều khiển thì trên chiếc Fire Mini 2 này cho cảm giác yên tâm hơn rất nhiều so với Fire Mini 1. Có thể nhàn suất đã cải thiện về công nghệ truyền sóng cũng như là độ trễ đã cực thấp, thấp hơn rất nhiều so với Fire Mini 1. Có thể là cái độ trễ này nó chỉ nhỏ thôi, nó rất là nhỏ. Tuy nhiên thì khi mà anh em chơi đủ lâu và đủ nhiều dòng Flycam thì anh em sẽ có một cái gọi là cảm giác lái. Và trên Fire Mini 2 này cho tôi cái cảm giác yên tâm hơn. Mặc dù chúng tôi đã test ở trong cái điều kiện mà môi trường có gió và gió cũng tương đối, gió buổi chiều cũng tương đối mạnh. Tuy nhiên thì nó làm cho tôi cảm giác yên tâm và ít chòng chành hơn so với lại Fire Mini 1. Mặc dù nó cũng là một dòng Fire Mini. Cái trải nghiệm lái trên Fire Mini 2 này có phần tốt hơn so với SRC F22 một chút. Độ trễ thì thấp hơn. Tuy nhiên thì để mà trải nghiệm yên tâm và cảm giác cực kỳ an toàn giống như của DJI, độ trễ cực kỳ thấp như của DJI, cái cảm giác lái của DJI vẫn có một cái sự khác biệt hơn so với những cái dòng Flycam giá rẻ. Tuy nhiên thì ở trong cái tầm giá 5 triệu này thì tôi đánh giá cũng cao cái chiếc Fire Mini 2 này hơn so với lại những cái dòng Flycam trong cùng một phân khúc. Về độ kháng gió thì Fire Mini 2 sinh ra không phải là chiếc Flycam có thể bay trong nhiều điều kiện môi trường thời tiết. Và nếu như nói về độ kháng gió cũng như độ đầm, độ chắc ở trong điều kiện môi trường gió mạnh thì Mini 2 nó với trọng lượng chỉ dưới 250g, cái cảm giác khi mà bay trong điều kiện môi trường nhiều gió và cái tiếng động cơ nó rít cũng khá là mạnh làm cho tôi cảm giác không yên tâm giống như là dòng SRC F2S. F2S thì có trọng lượng đầm hơn, chắc hơn và nặng, cho nên là cái động cơ của nó cũng quay cũng rất là lực. Vì vậy cho nên là khi mà anh em bay trong điều kiện môi trường mà gió mạnh một chút, nó cũng không cảm giác, nó không bị chao giống như là chiếc Mini 2 này. Mini 2 này thì tôi nghĩ rằng là anh em khi mà sử dụng nó thì không nên thử thách nó trong những cái điều kiện môi trường thời tiết quá là khắc nghiệt, gió mạnh, cũng như là những anh em nào ở gần bãi biển này, chơi biển, bay biển thì chúng ta không nên sử dụng những dòng Flycam Mini. Mà chúng ta hãy, nếu mà bắt buộc phải bay ở những cái điều kiện môi trường như vậy thì chúng ta cũng nên bay gần thôi, không nên bay quá xa. Và nếu như ở trong cái tầm giá này để xét về tiêu chí về độ kháng gió cũng như độ đầm thì tôi vẫn nghiêng về F22S nhiều hơn. Vâng, trên đây là đánh giá của Linh Kiện RC về mẫu Flycam mới nhất của nhà C-Fly. Có khen thì cũng có chê. Điểm mạnh của nó thì chắc là nhiều anh em cũng biết rồi. Cái chất lượng camera của nó trong tầm giá 5 triệu thì tôi nghĩ rằng là một mẫu Flycam có chất lượng camera tốt trong tầm giá. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt hạn chế của nó. Anh em đánh giá về mẫu Flycam này thế nào? Hãy để lại comment ở bên dưới nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.